Ê, chào các bạn. Số trước tôi than với các bạn là tôi đau lưng đúng không? Số này tôi ngồi trên một con ghế công thái học, một chiếc bàn xịn sò, một setup gaming và làm việc rất là clean. Bạn thích mỗi góc gaming làm việc giống như này không? Số sau tôi chỉ với các bạn nha. Còn bây giờ thì xin mời các bạn đi sâu vào số hỏi đáp này để cùng tìm hiểu những câu hỏi thực sự là chất lượng ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Và câu hỏi đầu tiên từ bạn mang tên là Văn Khoát Bùi. Bạn có hỏi là: cho mình hỏi là màn hình của bạn là Full HD nhưng trong setting Nvidia có chế độ custom độ phân giải màn hình, mình để lên 2K được, nhưng trong trường hợp này nếu sử dụng lâu dài thì có những ảnh hưởng gì đến màn hình, mong GVN tư vấn. Ok các bạn, thì nhìn chung á là trong cái setting của Nvidia hồi trước mình đã có vọc rồi ha, và hoàn toàn bạn có thể nâng lên một cái độ phân giải cao hơn, hay thậm chí là bạn hoàn toàn có thể OC cái con màn hình của bạn lên một cái tần số quét cao hơn. Nhưng mà nó có một cái vấn đề như thế này: khi mà cái màn hình của bạn á, nó đặt ở một cái độ phân giải cao hơn trong cái thiết lập Nvidia nhưng mà màn hình của bạn chỉ có là cái tấm nền Full HD thôi, thì bạn sẽ thấy là cái tấm nền của bạn lúc này nó sẽ hiển thị nhòe đi, bớt chi tiết đi, bởi vì lúc này cái màn hình nó tự scale xuống thành Full HD. Tuy nhiên là vẫn có những cái trường hợp hiếm gặp như thế này nè, là những cái tấm nền màn hình mà các bạn đang sử dụng á, nó vẫn bản chất là native 2K nhưng mà nhãn xuất người ta cố tình người ta ép nó xuống để chạy Full HD, hiếm lắm nha. Và thậm chí là có những cái con màn hình á, nó có tần số quét cao hơn cái tần số quét mà nó đang chạy mà các bạn đang sử dụng default, tức là mặc định của nhãn xuất người ta bán ra cho bạn ấy. Nhưng mà hoàn toàn thì khi mà các bạn upscale lên, hay là bạn hoàn toàn khi mà bạn OC lên, thì nó vẫn chạy một cách ổn định và thậm chí nó còn nét hơn so với lại những gì mà các bạn đang được nhìn thấy trên màn hình bình thường. Vậy thì nói chung á là cái chỗ này thì bạn nên gọi là test nhân phẩm của mình thử xem. Nếu như mà không được thì mình nghĩ là nó sẽ giống như cái trường hợp 1 mà mình nói với các bạn á, là màn hình nó vẫn là Full HD thôi, và khi mà bạn nâng lên một cái độ phân giải cao hơn thì nó sẽ tự scale xuống thành Full HD và lúc đó thì cái chi tiết hình ảnh nó sẽ không được đẹp nữa. Tuy nhiên là cái câu hỏi của bạn, bạn hỏi là sử dụng lâu dài có ảnh hưởng gì đến màn hình hay không á, thì thực ra ngoài cái việc là gây khó chịu cho người dùng, việc là nó nhè và cũng như là nhìn nó không có được chi tiết, thì nó không có gây ảnh hưởng gì bạn nha. Thì mình cũng đã sử dụng như vậy đâu đó một khoảng vài tháng rồi, và thực tế sử dụng thì mình nghĩ là nó cũng chả có ảnh hưởng gì đâu. Vậy nên là đó là một vài thông tin mà mình muốn cung cấp cho bạn trong câu hỏi này. Cảm ơn bạn. Và câu hỏi tiếp theo đó, bạn mang tên là Kurenaisu. Bạn có hỏi là: máy mình có 1 RAM onboard và 1 khe RAM rời, nhưng mà vô Task Manager thì nó báo là 1 trên 1 slot, là sao vậy ạ? Thì nhìn chung là tùy vào cái tính năng nhận diện của cái BIOS á, mà từng cái con laptop của từng hãng sản xuất khác nhau thì họ sẽ quy định khác nhau các bạn ạ. Và thậm chí là khi mà mình vào mình check với lại CPU-Z thì nó cũng sẽ hiển thị khác nhau luôn. Nhìn chung là nó giống như là một trò chơi nhân phẩm vậy đó. Có những hãng mà người ta để là 2 trên 2 slot, có những hãng họ để là 1 trên 2 slot, có những hãng họ để 1 trên 1 slot, giống như trường hợp của bạn á. Mặc dù là nó có thêm một khe nâng cấp nhưng mà lúc đó cái khe đó đang không được cắm RAM, thì bản thân cái BIOS nó chỉ nhận một khe và nó báo lên trên phần mềm là 1 trên 1 thôi. Vậy nên đó là trong cái trường hợp của mình đi ha, thì mình cũng đã thử qua công thức dash rồi, và ở trên onboard nó vẫn để nhận là 1 trên 1, và khi mình cắm thêm một thanh thứ hai nữa thì nó sẽ nhận là 2 trên 2. Đó là tất cả những thông tin mà bạn cần biết về câu hỏi này. Và câu hỏi tiếp theo đó, bạn mang tên là Phú Nguyễn Ngọc. Bạn có hỏi là: GVN ơi, cho mình hỏi là mình dùng Nitro 5 thế hệ Core i11-3050 thì mình muốn xuất lên màn rời là với một con TUF gaming với mã mà các bạn thấy trên màn hình ha, mà mình muốn tận dụng đầu DisplayPort của cái màn, nhưng mà cái con Nitro 5 của bạn thì chỉ có mỗi cổng HDMI thôi, thì có được hay không? Và con màn TUF ghi là 165Hz mà lúc mình cắm vào thì chỉ xuất được 144Hz thì tại sao ạ? Rồi các bạn, cái này để mình nói cho các bạn về trong cái manual trước đi của con màn hình đi. Thì khi mà bạn check ở bên trong đó thì bạn sẽ thấy là cổng HDMI của con màn hình nó không hỗ trợ xuất lên 165Hz. Nó chỉ hỗ trợ 165Hz ở cái cổng DisplayPort thôi. Và trong cái trường hợp mà cái con laptop của bạn nó chỉ có only đúng một cái cổng HDMI á, thì mình nghĩ là bạn nên có hai cái cách ha để bạn xuất ra được 165Hz. Một á là bạn xuất thông qua cái cổng Thunderbolt của cái máy đó. Nhưng mà cái cổng Thunderbolt này nó không được tối ưu, chút xíu mình nói thêm nha. Rồi, thứ hai là bạn tìm một cái cổng chuyển từ HDMI sang DisplayPort, nhưng mà phải đảm bảo cho mình được cái điều kiện này nè. Là cổng HDMI của bạn á nó phải đạt chuẩn là 2.0, và cái cổng đi ra, tức là cái cổng cắm vô con màn hình của bạn á, cái đầu DisplayPort á nó phải là từ 1.2 trở lên, thì lúc đó cái con màn hình của bạn nó mới xuất ra được 165Hz. Tuy nhiên, quay trở lại, tại sao mình lại nói là không tối ưu khi mà các bạn xuất ra cổng Thunderbolt, bởi vì lúc này thì bạn không thể bypass Optimus được, và lúc đó cái con laptop của bạn nó xuất ra một cái hiệu năng chưa thực sự là cao nhất. Đấy, và lúc đó thì nó gây lãng phí cái hiệu năng của bạn trong lúc chơi game. Nhưng mà có một cái góc nhìn như thế này, đối với mình đó là những bạn nào mà không chỉ là một mình là chơi game mà hiện tại bạn chỉ có cái cổng C hoặc là cổng Thunderbolt, bạn xuất ra cái màn hình á để lên 165Hz thôi, để cho nó mượt hơn thôi á, mà bạn không cần phải hiệu năng quá cao và là tận dụng được hết hiệu năng của cái máy của bạn, thì bạn vẫn cứ tận dụng cái cổng C đó và cổng Thunderbolt đó để bạn xuất ra lên cái màn hình để đạt được 165Hz thì nó vẫn ok. Nhưng mà nhìn chung đi ha, tối ưu nhất cho cái câu hỏi của bạn để xuất ra được 165Hz và tận dụng được tối đa hiệu năng của laptop thì nên kiếm một cái cổng dây ha,
từ HDMI 2.0 ra DisplayPort 1.2 là tối thiểu để đạt 165Hz và cho con laptop của bạn nó xuất ra được tối đa hiệu năng nhé. Cảm ơn bạn. Và câu hỏi tiếp theo tới bạn mang tên là Ngọc Phạm. Bạn có hỏi là GVN cho mình hỏi là trên laptop Acer Nitro 5 thế hệ 10 của bạn muốn tắt nguồn USB khi tắt máy thì phải làm như thế nào? Rồi, cái này thì thiệt ra cái nguồn mà bạn đang hỏi á, nguồn USB đó là vì chắc là bạn đang cắm một cái con bàn phím rời hay là một con chuột rời mà có RGB đúng không? Và khi mà bạn tắt máy thì bạn vẫn thấy nó sáng xua kèo luôn. Và cái tính năng này thì nó là cái tính năng để giúp cho anh em trong lúc tắt máy đi, anh em vẫn có thể tận dụng cái cổng USB để anh em sạc với một cái thiết bị nào đó. Thì khi anh em không cần nữa, anh em có thể tắt đi thôi, nó bình thường. Và cách để chúng ta có thể tắt được cái nguồn điện đi ra cái cổng USB đó khi mà bạn tắt máy rồi, thì bạn cứ nhìn ở trên màn hình đây ha, đang có hiện cho các bạn luôn. Nôm na là bạn sẽ mở một cái setting nằm ở trong Acer Quick Access và tắt cái dòng Power Off Charging đi. Thì lúc đó thì cổng USB của bạn khi tắt máy sẽ không còn xuất ra cái dòng điện nữa. Và lúc đó thì dĩ nhiên rồi, bạn cắm cái gear gì vô thì nó cũng sẽ tắt luôn cả đèn thôi. Thế nhá. Và câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay đến từ bạn mang tên là Long Vũ. Bạn có hỏi là, cho em hỏi là có bàn phím cơ nào tầm giá khoảng 2 triệu theo anh thấy là best trong tầm giá hay không? Em chỉ dùng để đánh máy, viết code thôi, không chơi game và mua để dùng liền, không mod, em cảm ơn. Rồi, mua dùng liền không mod thì chắc các bạn phải mua những cái bàn phím chính hãng preview. Mà trong cái tầm preview tầm 2 triệu đồng thì mình thấy là thời điểm hiện tại có hai hãng cộng cán nha. Nếu mà bạn thiên về chất build và cũng như là cảm giác sử dụng lâu dài và nó đầm tay, chắc tay thì mình nghĩ là FL Sport không ai qua được. Còn nếu như bạn muốn có một con bàn phím có nhiều tính năng, bạn muốn có một con bàn phím kiểu ai cũng xài, một cái hãng rất là quốc dân, ai nói tới cũng biết hết ACO. Và bây giờ nha, mình sẽ chia sẻ cho bạn một vài mã của cả hai hãng luôn để bạn có thể đưa ra cái sự lựa chọn cuối cùng của mình. Đầu tiên là con FL750 Sam Polar Knight. Đây là một cái mẫu mình thấy là cũng hơi xem như TKL. Và nó chỉ thiếu có mỗi cái hàng nút ở bên phải để cho bạn có thể tương tác với lại số thôi. Còn ở bên trên thì nó vẫn đầy đủ hàng phím F và cũng như là cộng phím số cho bạn. Tại vì bạn viết code mà, bạn sẽ rất là cần cái hàng phím F, đúng không ạ? Con thứ hai mà mình recommend cho bạn ở trong các lineup sản phẩm của FL Esports nữa, đó là con FL980 Esports. Con đó là hồi trước mình đã có review trên kênh rồi, bạn có thể hoàn toàn xem lại cái video clip đó. Chất build và cũng như là con đó thì đầy đủ nút, bạn không cần phải lo. Và hai sản phẩm đó của chúng ta thì sẽ có mức giá hơn 2 triệu đồng một chút xíu. Cụ thể ở đây là đâu đó một khoảng 2 triệu 2 tới 2 triệu 3 cho từng sản phẩm. Bạn sẽ có được những con bàn phím có chất build rất ngon, cảm giác gõ rất tốt. Và cũng như là bạn sẽ có thời hạn bảo hành rất là dài, hơi 1 năm lận. Thì khi mà bạn sử dụng mà có vấn đề gì thì rõ ràng là bạn có thể mang ra ngoài hãng, hoặc là mang ra ngoài hàng nó bán cho bạn ấy, thì bạn có thể bảo hành được. Rồi cái hãng thứ hai là ACO, để mình có nhắc cho bạn đó, thì trong tầm giá này thì mình thấy là ACO 3098N đó là một cái con mình thấy là rất là quốc dân, và để mà anh em ghé GVN này mua nhiều lắm. Thứ nhất là những cái con đó nó xài switch box đến từ Jelly, bạn hoàn toàn có thể là sử dụng những cái phiên bản Jelly Black rồi Jelly Pink ấy, là những cái con đó có cảm giác gọi rất là mượt và cũng như là đầy đủ phím số, đầy đủ hàng phím F các thứ để cho bạn có thể tương tác trên đó luôn. Còn nếu như bây giờ mà bạn muốn có một con bàn phím nó vẫn đầy đủ phím F, vẫn đầy đủ phím số nhưng mà lược bỏ đi cái phần numpad chút xíu, thì trong tầm giá 2 triệu hơn một chút xíu thì bạn sẽ có những con như là ACO PC75B phiên bản màu đen. Thì mình đã có review cho bạn một con phiên bản màu đỏ rồi, bản màu đỏ thì giá khoảng 2 triệu 7, còn màu đen giá khoảng 2 triệu 3, rất là đẹp, con đó nó có núm ha. Rồi còn thêm một con đó là ACO 5075S, con đó thì có gasket mount. Rồi nhìn chung là preview hết tất cả mọi thứ thì ACO ở bên trong cái nội thất của nó cũng rất là đỉnh cao. Đấy, và đó là tất cả những cái sản phẩm mà mình recommend cho bạn trong tầm giá khoảng 2 triệu đồng mà mình thấy là best. Và các bạn mua về chỉ việc xài thôi, không cần phải modding gì cả, nó đã ngon rồi. Và ngoài ra nó còn có thời hạn bảo hành rất là dài hơi các bạn nha. Vâng, vậy là mình cũng vừa mới kết thúc hỏi đáp số 58. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi hỏi đáp đến tận giờ phút này. Và chắc là cũng bởi vì cái góc setup này nó cũng đẹp cho nên là các bạn cũng không thể rời mắt ở màn hình đúng không? Và đừng quên, nếu như các bạn vẫn muốn xem tụi mình hướng dẫn các bạn setup một cái góc clean như thế này, đẹp như thế này và cái quy trình mình lắp như thế nào thì để lại comment bên dưới nha. Năn nỉ đi, tôi làm cho. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace.